Xin chào, mọi người. What are you doing? À, lại là mình đây. Hy vọng là mọi người không cảm thấy chán. Mình là Khánh Vy và ngày hôm nay Atlantic lại tiếp tục có một buổi livestream. Nhưng mà Khánh Vy nhớ là tuần trước là mình đã livestream về du học ở Anh Quốc đúng không? Nhưng mà tuần này chúng ta sẽ livestream về du học ở một đất nước khác. Hello chị. Chị làm gì đấy? Kiểu kiểu các anh chị làm ở Atlantic thì rất là được gọi là chăm chỉ ấy, có thể làm từ 8 giờ sáng cho đến tận tối muộn luôn. Và ở đây là mình đang ở Atlantic, trung tâm Atlantic 5 sao ở 125 Hoàng Ngân. Và mọi người thì cũng một số người đã đi ăn rồi, nhưng mà các anh chị lát nữa cũng sẽ quay lại đây để làm việc và cảm tưởng như sẽ mở cửa luôn luôn ấy. Here AGA do Atlantic 5 star learning English Academy. Trước kia thì Atlantic có một chi nhánh ở Lạc Trung, Ba Lạc Trung, còn bây giờ có thêm 125 Hoàng Ngân nữa vào năm nay. Cơ sở thì khá là ok. À quên, đầu tiên là mình phải share cái livestream này đã. Nào, để share livestream nào. Các bạn đợi mình tí nhá. Du học Canada. Ok, mình đã share livestream rồi. Các bạn đã share livestream chưa? Xem nó được mà. Đây rồi.
Đây. Yeah. À, chúng ta vừa đi qua sảnh, còn bây giờ chúng ta đang tiến vào một nơi rất là thú vị và hấp dẫn. Đó chính là phòng học Active Learning của Atlantic, một trong những đặc điểm rất là chính của Atlantic và khác biệt nữa. Như kiểu là đây, có rất là nhiều máy tính. Ở đây thì các học viên của Atlantic được học thoải mái luôn. Full wifi, everything, rất là chuẩn. Mới phát hiện ra một người quen, chào anh. Hello. Hello anh. Hey, mọi người có nhận ra đây là ai không? Mọi người có thể comment cho mình xem biết được không nào? Wow, em không thể ngờ là hôm nay gặp anh ở đây, anh làm gì đấy? Mình phụ trách một vài tiết về âm nhạc cho bên Atlantic. À, lâu rồi kiểu em cũng chưa qua Hoàng Ngân ý. Em toàn qua bên cơ sở Lạc Trung nên em không biết là hôm nay có một tiết học ngoại khóa như này. Vậy là mình làm như nào anh? Tức là mình sẽ dạy âm nhạc cho các bạn rồi. Như các bạn biết đấy thì âm nhạc nó có một giá trị nhất định ở trong đời sống. Vâng. Thì Atlantic Group thì rất để ý đến những cái đời sống ngoại khóa của các bạn học viên ở đây. Vâng. Và mình đến thì mình hay chỉ dạy các bạn thêm về những cái tư duy âm nhạc, về cách làm sao để chúng ta có một tâm hồn đẹp, cách làm sao để chúng ta có thể được hưởng thụ cuộc sống đẹp nhất. À, đúng là anh Trường Giang toàn nói những câu hay nhở. Mà các bạn có biết không, anh Trường Giang là chủ nhân của một bài rất là hit với ca sĩ Bùi Anh Tuấn đúng không ạ? Đó là Phố Không Mùa. Và em chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều người vào xem livestream này nhận ra anh. Và em đảm bảo là sẽ có câu chuyện đó là sẽ bảo anh hát một bài hát hoặc là hát bài hit của anh luôn. Anh có đồng ý không? Anh làm về âm nhạc mà, thế nên việc hát với anh nó rất vui vẻ, rất là thoải mái. Nhẹ như lông hồng đúng không anh? Vậy thì bây giờ mọi người hãy lắng nghe một đoạn hit của anh Trường Giang nhé. Em rất là thích bài Phố Không Mùa. Ok. Ok ạ. Yes. Mình sẽ hát chay hay mình sẽ hát với piano hay mình sẽ hát với guitar? Tùy anh ạ. Ok, mình sẽ mang đến cho mọi người một đoạn của Phố Không Mùa nhé. Em thích piano hơn. À được. Hay ạ. Yay! Phố Không Mùa. Vâng. Phố Không Mùa được mình viết năm 2012. 2012. Tức là 5 năm rồi. Mình hát với cả Bùi Anh Tuấn ca khúc này năm 2012 và phát hành vào mùng 1 tháng 2 năm 2013. Wow. Trong năm vừa rồi thì ngoài Phố Không Mùa và các dự án âm nhạc thì mình có thêm một ca khúc Lặng Yên. Thì mình sẽ hát một đoạn của Phố Không Mùa trước nhé. Vâng ạ. Chị làm việc chắc là nếu mà nghe anh hát thì cảm thấy đúng là hòa quyện vào âm nhạc luôn ấy ạ. À còn cái bài Lặng Yên là sao anh? Bài Lặng Yên, ca khúc Lặng Yên mình viết cho
phim truyền hình vừa rồi, 32 tập của hãng phim truyền hình Việt Nam, phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Phim được kể về một câu chuyện tình ở trên vùng núi cao. Ở trên đó thì mình nhìn thấy rằng là mọi người yêu nhau rất là tự nhiên, mọi người rất là bình dị, sinh ra đơn giản là sinh ra là có đôi thôi. Nên khi mà mình viết một cái ca khúc về câu chuyện tình ở vùng núi cao như vậy thì mình có rất nhiều cảm xúc, và mình đã gửi cái ca khúc đó cho ca sĩ Bùi Anh Tuấn và ca sĩ Ái Phương thể hiện. Và rất may là ca khúc Lặng Yên được mọi người rất là yêu mến và nó có một cái đời sống riêng ở ngoài phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Và mình sẽ hát cho các bạn nghe một đoạn của Lặng Yên nhé. Vâng ạ. Lần đầu tiên là nghe anh hát live. Chơi trêu như đời, hiển nhiên